Rồi, xin chào quý chị, bạn đến với Khang Kiên à. Trên tay mình đây là cân của Satori các bạn. BC là dòng mới ha, dòng N92, đóng gói nguyên thùng như thế này. Sản phẩm có khả năng cân tối đa là 820 g, hai số lẻ ha. Đó. Các bạn mua Satori thì họ sẽ đóng như vậy. Những cái giấy bạc như thế này ha. Cái dòng N92 này là dòng hoàn toàn mới các bạn. Có kết nối được phần mềm và thay đổi về các cái giao diện kết nối bằng cáp USB ha, USB Type-C để giúp việc kết nối đơn giản hơn và tiết kiệm chi phí hơn. Đó. BC 822 gạch 1 nha bạn, gạch 1S. Ngoài ra thì nó có sẽ có BC 822 Y ha, gạch 1S. Đó. Đây là bộ nguồn adapter, rất là nhiều chi tiết ha. Rồi phía bên trên này một cái sách giới thiệu về cái dòng N92 ha, dòng BC của Satori ha. Đó. Satori giới thiệu và rất là nhiều thứ và hướng dẫn sử dụng ở đây. Trên đây là mặt đĩa cân các bạn, được khóa như thế này, rất là chắc chắn để giúp chúng ta di chuyển. Đó. Đây là mặt đĩa cân rất là lớn ha. Rồi, điều mới trên cái dòng mà BC này thì họ thiết kế cho chúng ta một cái viền ha, để nó chống lại các cái bụi bẩn khi chúng ta thao tác. Nó có một cái khay như vậy, không có rơi xuống bộ máy các thứ ha. Đó, và đây là cân chính của chúng ta, BC 822 1S. Đó, để đóng gói như thế này. Rồi trên đây thì nó có bốn cái tiếp điểm ha, tiếp điểm giữa cái bộ cân và đĩa cân bên trên này các bạn. Đó, đây là cân của chúng ta, rất là đẹp, thiết kế mới của Sato. BCE và BCA các bạn, dòng BCA thì sử dụng mà khác nữa. Cái xe này làm trong ngành khoa học ha. Đó, rất là đẹp như vậy. Đây, chúng ta có thể thấy. Trên đây thì bao gồm các cái bộ đế để chúng ta rút ra và kết nối với những cái đầu nhíp này ha, để chúng ta có thể sử dụng. Rồi, ta gắn vô đây. Để đặt đĩa cân lên. Hoặc là cái giọt nước này ha, nó quan sát được cái giao diện ở đây ha. Giao diện đây là logo mới của Satori và màn hình hiển thị cũng như là giọt nước để cân bằng chúng ta sử dụng ha. Phía bên sau này thì thông tin của máy các bạn. Này, bên sau này là thông tin của máy cũng như là cáp USB Type-C. Thì theo chương trình khuyến mãi thì các bạn có thể mua USB Type-C này theo chuẩn Type-C để kết nối với phần mềm ha, phần mềm của Satori đó. Khu vực gắn bọc RS232 kết nối với máy in, đây là khóa lock ha, cũng như là nguồn ở đây, kết nối nguồn, số seri và các cái thứ liên quan đến Satori. Màn hình cảm ứng điện rung trên đây họ có dán cho ta một cái lớp bảo vệ các bạn. Đó, khi xài thì chúng ta sẽ bỏ ra. Mặt hình gương ha, rất là sắc nét. Đây là những cái cảnh báo cũng như là sử dụng các cái đầu và tiếp điểm của adapter các bạn, với các cái chuẩn mà chúng ta cần thiết à, ví dụ đây US này, hay là Nhật Bản, hay là AU châu Á ha, hay là Mỹ in ha. Đó. Thì thường Việt Nam ta sẽ dùng EU này các bạn, chuẩn EU kết nối với adapter của Satori đây. Đó. Và sử dụng là riêng với cực riêng như thế này ha. Đó. Thì về adapter thì họ sẽ sử dụng cái chuyên dụng về những cái dòng 0.53 A để tiết kiệm mà cái độ ổn định cũng như là chống nhiễu ha. Đây là mặt đĩa cân với hai lớp và sách hướng dẫn ở đây. Rồi các bạn lấy ra thì nó sẽ có hai cái chốt này các bạn. Hai chốt này nó giữ cho lát xèo để chúng ta di chuyển ha. Đây, hai chốt này chúng ta lấy ra. Rồi sau đó mình gắn cái này nó gọi là cái viền các bạn, để nó giữ các cái vết bụi có thể rơi xuống bên dưới máy ha. Ta để ý nó có một cái tiếp điểm chống tĩnh điện ở đây, ta để nó ăn khớp với mặt phía sau này. Rồi, tiếp đến ta gắn cái giảm chấn này vô, có bốn cái giảm chấn ha. Đó. Nó có hai cái chiều, chiều dẹp này sẽ đi ra ngoài ha, bốn giảm chấn.
chiều nó sẽ vô. Cho đến là mặt đĩa cần. Ta sẽ dùng bao tay hạ cho nó sáng. Rồi, như vậy chúng ta sẽ lắp xong cái dòng BCE này các bạn. Nguyên khay đây, nếu bụi có cái gì nó rơi ở đây thì ta sẽ dùng cái thổi ha, hoặc là chổi chúng ta quét cái này. Kết nối với nguồn điện 220 thông qua adapter như vậy ha, kết nối adapter. Đó. Khi chúng ta kết nối thì ngay cái màn hình cảm ứng điện dung nó sẽ hiển thị như đây. Máy sẽ tự động rơi lô lại ha, hoặc là te lại. Cái nút này chúng ta giữ lại để khi vận chuyển. Rồi về dòng cái dòng BCE 822-1S này, nó có khả năng cân tối đa là 820g, khả năng lọc được là 10mg và độ lặp lại là 10mg các bạn. Thời gian ổn định là 0.9, kích thước đĩa cân ở đây là hình vuông ha, 90 ha. Chiều cao vùng cân là 182 182. Bộ này có khả năng chuẩn ngoại các bạn. Màn hình hiển thị ở đây là LED. Kết nối USB như đầu video mình nói này. Đó. Sato đi hết đây, hai số lẻ ha. Trên đây nó hiển thị cho chúng ta khả năng cân tối đa là 820g các bạn và 0.01. Cũng như là hiệu chuẩn và cái biểu tượng khối lượng cân các bạn, khối lượng tuyến tính ha. Và các cái đơn vị gram đây. Và nếu cài đặt thì chúng ta sẽ vô các cái chương trình chúng ta cài đặt ha. Zero hoặc là in. Bên đây có cân chỉnh giọt nước ở đây các bạn. Đó, đây là dòng Sartorius BCE ha, Enchit 2 Enzo Line các bạn. Đây là dòng cân rất là chuyên nghiệp, sử dụng cho các cái nhà máy cũng như là các cái cân V-size, cân U-size, cân trong kim hoàn mà bạn đăng ký hoặc là làm thí nghiệm các bạn. Đó, cái dòng này rất là chính xác, độ chính xác rất là cao. Như đây. Đó. Cái độ nhạy của nó rất là nhanh các bạn. Rồi thiết kế mới ha, cái màu vàng ở đây. Ta sẽ lột những cái mảng đóng gói bên ngoài ha, chống chảy xước khi vận chuyển thôi. Khi xả chúng ta có thể tháo ra như này. Đó, zero hoặc là te cũng như là phím nguồn ở đây các bạn. Cân chỉnh cho nước. Đó, và đây là dòng Enchit 2 các bạn, BCE. Có các cái thể tích cân khác nhau, về thiết kế cũng như bản nó giống nhau các bạn. Thì khác nhau về khối lượng cũng như là độ phân giải ha, cũng như là số lẻ. Và các bạn có nhu cầu vui lòng truy cập website khangkin.com.vn hoặc liên hệ hotline 936 6077. Xin chào và hẹn gặp lại.